Tờ Thời báo Hoàn Cầu ra ngày 17 tháng 8 cho biết, Tập đoàn Công nghệ Sinh học Quốc gia Trung Quốc, một chi nhánh của Tập đoàn Dược phẩm Trung Quốc Sinopharm, vừa thông báo những dữ liệu mới nhất cho thấy vaccine của hãng này không làm tăng nguy cơ gây ra chứng huyết khối hoặc giảm tiểu cầu ở những người được tiêm chủng. Bài báo trích dẫn nghiên cứu được công bố vào ngày 27 tháng 7 trên Tạp chí Thông tin Khoa học, cho biết tỷ lệ chuyển hóa huyết thanh của kháng thể đặc trị SARS-CoV-2 là 95,81% trong 4 tuần sau khi tiêm một mũi. Theo bài báo, không có đối tượng nào bị chứng huyết khối tự phát hoặc giảm tiểu cầu trong thời gian theo dõi tối thiểu là 8 tuần và không có thay đổi về hồ sơ tự kháng thể hoặc các biểu hiện lâm sàng bất lợi. Nghiên cứu được thực hiện trên 406 nhân viên y tế được tiêm 2 liều vaccine cách nhau 21 ngày tại Bệnh viện Thụy Kim, Thượng Hải, Trung Quốc. Họ được tuyển chọn từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3 năm 2021, với thời gian theo dõi tối thiểu là 8 tuần. Ngoài ra, mẫu dữ liệu thực tế mới nhất từ Argentina cho thấy vaccine này có hiệu quả bảo vệ người được tiêm chủng trước nguy cơ tử vong lên tới 84% ở những người từ 60 tuổi trở lên.